Hắn cô hồn đặt vật này vào trong ví, gia chủ sẽ giàu lên nhanh chóng, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời đại ngày nay thì có lẽ chiếc ví tiền là vật bất ly thân của tất cả chúng ta. Chiếc ví không chỉ có vai trò lưu giữ tiền bạc, quản lý nguồn năng lượng, tài lộc của gia chủ, mà còn giống như một thỏi nam châm thu hút vận may mời gọi thần tài chiếu cố. Thế nên những người am hiểu về tâm linh, họ đều rất chú trọng đến phong thủy của chiếc ví, cũng như cách sắp xếp các đồ vật trong chiếc ví sao cho phù hợp, đặc biệt là trong tháng cô hồn. Dân gian từng truyền rằng chỉ cần đặt những vật phẩm may mắn dưới đây vào trong ví, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo đến, lộc lá đầy nhà. Đó là những vật gì mà có công năng thần kỳ đến vậy? Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên là những người mệnh kim nên mang theo đất hoặc đồ làm từ gốm để phát lộc, phát tài. Trước hết chúng ta sẽ cùng giải nghĩa của từ mệnh kim để mọi người dễ hiểu. Kim có nghĩa là kim loại. Mệnh kim là một số nơi thường được hiểu là kim loại vàng bởi nó cao quý nhiều công năng. Theo thuyết ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim nên những ai mang mệnh kim hãy mang theo đất bởi đất là tượng trưng mệnh thổ. Nếu bản mệnh cho đất hoặc những món đồ làm bằng gốm vào ví thì sẽ giúp cho những người mang mệnh kim có sự thúc đẩy, sự vượng tài phát lộc, đem lại may mắn, sức tài lộc về cho bản thân và gia đình. Từ tháng cô hồn này cho tới cuối năm, đất hoặc đồ làm từ gốm như vòng tay nhỏ gọn hợp với người mệnh kim để vào trong ví sẽ đem lại sự may mắn, sức tài lộc về cho chủ nhân. Bạn mệnh hãy lựa chọn lấy một ít cát khô sạch cho vào một cái túi nhỏ màu sắc tùy chọn vào trong ví của mình mang theo bên mình, hoặc có thể lựa chọn vòng tay bằng gốm nhỏ gọn đẹp mắt cất vào trong ví luân phiên với túi muối. Hơn nữa trong tháng cô hồn, quý vị cũng nên đặt một kim bài thái tuế vào trong ví để hóa giải vận hạn của năm. Đồng thời, nhờ sự tương trợ của thái tuế tinh quân xua đuổi tà ma, ngã quỷ, mang lại may mắn và cát lành. Phù thái tuế đã được khai quang trì chú sử dụng cho cả những người mệnh kim, thủy, hỏa, thổ, mộc. Vậy nên quý vị luôn nhớ mang theo bên mình một chiếc. Tiếp theo, mệnh thủy nên mang theo vật làm từ bạc để kích hoạt vận may, tài chính. Bật mí với quý vị, những vật phẩm làm bằng bạc sẽ tượng trưng cho mệnh kim. Vì kim sinh thủy nên để bạc bên người giúp làm lợi cho người mệnh thủy. Sở dĩ nói kim sinh thủy không phải vì bạc được nung chảy thành nước, mà bởi kim là biểu tượng tượng trưng cho ông trời. Hiện tượng nước mưa từ trên trời rơi xuống được coi là do trời tạo. Vì vậy, trời tạo ra mưa đồng nghĩa với kim sinh thủy. Người mệnh thủy mang theo bạc trong ví hoặc trong người sẽ may mắn hanh thông, gặp nhiều thuận lợi, nhất là trong tháng cô hồn. Cách làm vô cùng đơn giản như sau, bản mệnh chỉ cần để một miếng bạc, sợi dây bạc hoặc đồng xu bạc vào ví. Nên nhớ bản mệnh không nên để vàng vào ví, vì nếu như vậy thì có khác chi là để đồng tiền hoa mai là vật phẩm phong thủy tốt cho mọi người. Với ý nghĩa hóa giải, vận xui và thâu thu tài lộc, đồng tiền hoa mai được đặt trong ví cũng sẽ giúp chủ nhân luôn được may mắn, tài lộc, bình an. Ngoài tốt cho những người mệnh thủy, đồng tiền hoa mai cũng sử dụng được hầu hết cho các mệnh khác. Vậy nên, bản mệnh hãy sử dụng một đồng tiền hoa mai đã được khai quang đặt trong ví của mình trong tháng cô hồn. Đứng ở vị trí thứ ba là người mệnh mộc, mang theo nước hoặc muối để tích tụ tài khí. Chắc hẳn bản mệnh cũng biết rằng người mệnh mộc trong ngũ hành thường tượng trưng cho cây gỗ hoặc khu rừng. Vì vậy, người mệnh mộc thì nên bỏ muối trắng hoặc nước trắng kim vào ví theo thuyết tương sinh. Đây là những cách làm dưỡng mệnh rất tốt, khi ấy tiền tài may mắn sẽ tự chui vào ví. Mọi người thường chọn cách mang theo nhiều muối hơn, vì nước khi làm khô lại dạng cao sẽ bị mất tính đồng. Bản mệnh có thể lấy một tờ giấy bạc rồi sau đó gói một ít muối cho vào bất cứ ngăn nào của ví. Như vậy, bản mệnh đã mang cho mình là bùa cầu tài lộc vô cùng hiệu quả. Thứ tư là người mệnh hỏa, mang theo gỗ để ngày càng vượng phát. Đối với những người mệnh hỏa là yếu tố lửa, vì mộc sinh hỏa.
Thế nên, nếu muốn làm mệnh hỏa thêm vững chãi, may mắn, thì cần vật phẩm phong thủy mệnh gỗ là mệnh mộc. Thế nên đây là lựa chọn hoàn hảo cho ai có mệnh hỏa. Nếu là gỗ, lấy từ cây đang sống là tốt nhất. Tháng cô hồn và dịp đầu hoặc cuối năm, mang gỗ trong người là lựa chọn sáng suốt với người mệnh hỏa, giúp họ kích thích và vượng vận tài lộc. Người không nhất thiết phải làm miếng gỗ to, chỉ cần lấy một mảng gỗ nhỏ hoặc một chiếc lá khô, hoa khô ép để thay thế gỗ cho vào ví. Nếu có điều kiện hơn chút thì ta nên dùng các loại gỗ quý và thơm như gỗ trầm, gỗ đàn hương, gỗ huyền long nhằm tăng sự may mắn, giúp ví của bản mệnh lúc nào cũng mùi thơm ngập tràn. Bên cạnh đó, để một ít gỗ trong ví cũng sẽ sử dụng được một chiếc vòng tam hợp huyền long mang theo bên mình để được may mắn, xua đuổi tà ma. Bởi vòng tam hợp gỗ huyền long được thiết kế bằng gỗ huyền long và 3 viên đá mã não đỏ, có các hình linh vật thần tài theo tuổi của bản mệnh. Vậy nên nhờ linh khí của quý thần và tính kỵ tà của gỗ huyền long khiến ma quỷ phải tránh xa, quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ khiến mọi việc được hanh thông, may mắn. Cuối cùng là người mệnh thổ nên mang theo bật lửa hoặc bao diêm. Điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Sở dĩ những người mệnh thổ nên để bật lửa hoặc bao diêm trong túi, vì theo ngũ hành tương sinh thì hỏa sinh thổ, nôm na như mọi vật bị lửa thiêu rụi sẽ thấm vào đất, bồi dưỡng và làm cho đất thêm tốt tươi. Không chỉ tăng may mắn về tiền bạc, vật phẩm này còn giúp tăng may mắn về đường tình duyên cho những người mệnh thổ. Hãy thử sức mang bật lửa và bao diêm trong túi ví đáng cô hồn. Và vào các dịp đầu năm, cuối năm, bản mệnh sẽ thấy sự khác biệt. Chúng ta có thể mang theo bật lửa hoặc diêm trong ví. Nếu bản mệnh không muốn chật ví thì có thể dùng một tờ giấy rồi gói một que diêm nhỏ để vào trong túi. Như vậy, bản mệnh có thể rước tài lộc. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về vật phẩm may mắn tùy theo cung mệnh của mỗi người mà chủ nhân nên đặt vào trong vị trí tháng cô hồn để chiêu dụ tiền, tăng tài lộc quý nhân. Bên cạnh đó, còn có một số nghệ thuật cổ xưa về phong thủy ví tiền mà ai cũng có thể áp dụng nhờ muốn thu hút sự giàu có đến với mình. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng kênh Phong Thủy Giá Cát theo dõi video ngay sau đây. Mẹo thứ nhất cho chiếc ví của mình gọn gàng, ngăn nắp. Một trong những mẹo phong thủy ví tiền dành cho bản mệnh đó là không nên để quá nhiều đồ không cần thiết trong chiếc ví, đặc biệt là giấy ghi nợ, hóa đơn. Những giấy tờ này có thể coi là cản trở con đường chiêu tài lộc hoặc có thể dễ rơi vào cảnh nợ nần. Ngoài ra, để nhiều giấy tờ, tiền bạc lộn xộn vừa gây khó khăn khi sử dụng, còn có thể gây bế tắc về tài chính cho chủ nhân. Những người giàu có thường có thói quen để tiền rất ngăn nắp, gọn gàng vì họ là những người tôn trọng, đánh giá cao về tiền bạc, chỉ để những vật cần thiết, không nhồi nhiều thứ. Mẹo thứ hai, hãy cho tiền vào tất cả các ngăn. Một trong những nguyên tắc phong thủy nhằm giúp tài lộc vào nhà là bản mệnh nên đặt ví tiền trong tất cả các ngăn. Khi bạn muốn ví tiền của mình luôn chặt, thì nên bỏ tất cả các ngăn trong vitamin. Khi làm như vậy, sẽ giúp cho cuộc sống của bản mệnh luôn đầy đủ, không giống ruột. Theo phong thủy, việc đặt tiền vào tất cả các ngăn giúp kích thích ví tiền lúc nào cũng đầy. Mẹo thứ ba, luôn đặt tờ tiền 2 đô la trong ví. Tờ 2 đô la được coi là tờ tiền đem lại may mắn, không chỉ theo quan điểm của người Mỹ mà ở nhiều nước trên thế giới cũng cho rằng nó có thể xua đi vận xui xủi, giúp những mơ ước đang dở dang thành hiện thực và mang lại thành công cho người sở hữu. Bởi vậy mà mọi người thường đặt tờ 2 đô trong ví, đồng thời tặng người thân bạn bè với mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và người thân thiết với mình. Mẹo thứ tư, mang một gói nhỏ gạo nếp để ấm no, đủ đầy, tượng trưng cho sự sung túc, an lành. Theo quan niệm dân gian, đến tháng 7 âm lịch, nếu muốn bản thân được an yên, bình tâm, nên mang theo ít gạo nếp bên mình, gói thành gói nhỏ, bỏ vào ví, bản mệnh sẽ giúp được tránh sự xui xẻo, không còn sợ khí hàn khi ra ngoài vào buổi tối. Gạo nếp cũng giúp cuộc sống của bản mệnh trong tháng này ấm no, tiền bạc dồi dào, làm ăn phát đạt. Quý vị thân mến, trên đây là những mẹo phong thủy với chiếc ví tiền của bản mệnh có thể áp dụng trong tháng cô hồn để luôn được sung túc, khâm khá, gói chọn đồng tài. Nếu quý vị đã lựa chọn cho mình vật phẩm may mắn để đặt vào ví trong tháng cô hồn thì hãy bình luận ở bên dưới video này để chúng tôi được biết. Ngoài ra, mọi người có thể tham khảo thêm những vật phẩm phong thủy chiêu tà
khi hoa tài lộc tại website phongthuylộctai.com. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.